Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa có cảnh báo về việc thời gian qua xuất hiện tình trạng một số cá nhân mạo danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của bệnh viện gọi điện hỏi thăm sản phụ đã ra viện để giới thiệu và triển khai dịch vụ chăm sóc sau sinh. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện. Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ khẳng định chỉ có một hotline chung là 0210-655-9999 và một hotline của Trung tâm Tiêm chủng là 0210-220-8888. Bệnh viện khuyến cáo khách hàng cảnh giác trước những cuộc gọi mạo danh như trên. Bất cứ khi nào cần xác thực thông tin, người dân có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện để được giải đáp.